Kính bạch sư, sư cho con hỏi là giáo lý A Tỳ Đàm là căn bản của Phật giáo Theravada phải không? Vậy Phật tử như tụi con nếu ít thời gian đi chùa thì đâu là nguồn học A Tỳ Đàm dễ nhất? Thì ở trong Tam Tạng á, chúng ta có tạng kinh, tạng luật và tạng A Tỳ Đàm, thì nó là ba tạng. Tùy căn cơ của mỗi người mà vị đó có thể học A Tỳ Đàm dễ hay là khó. Thì sư đã có cái danh sách phát là A Tỳ Đàm vỡ lòng á. Đâu rồi? Đây nè, cái danh sách phát là A Tỳ Đàm vỡ lòng. Quý vị có thể tìm ở trên YouTube, gõ A Tỳ Đàm vỡ lòng sư Hạnh Tuệ là sẽ ra ha. Sư hướng dẫn A Tỳ Đàm căn bản trước để quý vị có cái căn bản, rồi sau đó quý vị có thể học tiếp ở các lớp nâng cao. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.